mọi người đã quay trở lại với chương trình Khám Phá Trường Học mùa 2 và mình là Hồng Loan. Ngày hôm nay thì nhân dịp tôi về thăm ba má của tôi ở Tây Đô, Cần Thơ, gạo trắng nước trong. Ai đi đến đó đừng quên ghé ngôi trường xịn sò, chuẩn quốc tế dành cho sinh viên đồng bằng sông Cửu Long, trường đại học FPT Cần Thơ. Và bây giờ thì mời tất cả mọi người sẽ cùng Loan khám phá ngôi trường đại học FPT Cần Thơ này các bạn nhé. Và bài học đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay đó chính là bài học học ké. Hồng Loan sẽ được học ké môn võ Võ Việt Nam của trường đại học FPT. Mà Hồng Loan biết là các bạn sinh viên năm nhất thôi là đã được học môn võ Võ Việt Nam này rồi. Hôm nay thì nhân tiện đến đây thăm trường thì mình sẽ được học ké bộ môn Võ Việt Nam này. Mà Hồng Loan biết là Võ Việt Nam không chỉ là mình học võ để mà mình nâng cao tinh thần thôi đâu, mà còn giúp cho mình có một cơ thể khỏe khoắn, sảng khoái nữa. Hôm nay thì để tôi coi là tôi sẽ học được gì nha. Mọi người thử xem, đang đánh vài thay võ. Sau bài học ké thì em mới nhận ra được một điều, đó chính là không hề đơn giản như em nghĩ. Lúc nãy em đứng ở ngoài em nhìn vô thấy mấy bạn tập rất là đều mà kiểu rất là chắc tay, chứ mình nghĩ là nó cũng đơn giản mà mình chỉ cần bắt chước lại thôi. Nhưng mà đi vô trong mà mới thấy là không hề đơn giản. Vậy thì cái này học lâu không thầy? Thường là năm nhất học là duy trì cho tới năm tư luôn hay sao thầy? Ở sinh viên của tất cả các văn hiệu của trường học FPT thì ở năm nhất các bạn sẽ được học một cái môn được gọi là đặc sản của đại học FPT, đó là môn Võ Việt Nam. Thì tất cả sinh viên năm nhất đều sẽ được học ở Võ Việt Nam để cho các bạn rèn luyện được cái tâm thế vững chãi, để sau này khi các bạn ra trường thì các bạn sẽ có thể là gọi là có trang bị đủ cái kỹ năng và cái bản lĩnh của các bạn. Và thứ hai nữa là để giữ gìn cái bản sắc văn hóa của dân tộc chúng ta. Thì tất cả các sinh viên đều được học Võ Việt Nam ở năm nhất, trải dài cho đến hết năm nhất thì các bạn sẽ vào chuyên ngành. Hồi nãy em đi từ vào vô thấy các bạn rất là luyện tập hăng say nè, ngoài ra là có rất là nhiều nhóm nữa, thì em nghĩ là đối với một môi trường năng động như vậy thì chắc chắn là sẽ có nhiều câu lạc bộ lắm đúng không thầy? Đúng, ở môi trường đại học FPT thì có rất là nhiều cái câu lạc bộ của các bạn hoạt động, ví dụ như là Võ Việt Nam, bóng rổ, chít quốc ao, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, nói chung là các bạn hoạt động rất là nhiều các mảng. Và có những cái câu lạc bộ học thực như là tiếng Anh, tiếng Nhật và các câu lạc bộ startup kinh tế. Rồi, nghe thôi là đã thấy hoành tráng rồi. Nãy giờ mình đã học ké được một môn võ rồi, bây giờ em sẽ tiếp tục đi học ké thêm nhiều môn khác nữa, coi bữa nay thu gom lại được bao nhiêu môn học nha. Em cảm ơn thầy rất là nhiều. Hiện tại thì bây giờ mình đang có mặt ở lầu 1 tòa Beta, và ở đây là có một cái căn phòng phải nói là niềm tự hào của trường đại học FPT luôn. Mà nghe qua tên thôi thì mọi người sẽ thấy nó rất gì và này nọ. Đó là phòng AI and IoT Labs. Với một cái đứa mà không biết gì về công nghệ như mình thì nghe cái phòng này mình thấy nó hơi nguy hiểm á. Nhưng mà mình rất là thích cái phòng này, bởi vì trong đây là sẽ có máy móc và robot hả. Thì mình cũng muốn tìm hiểu xem nó như thế nào. Bây giờ mọi người cùng với mình bước vào bên trong nha. Kế bên mình đó là thầy Hướng đến từ bộ môn công nghệ thông tin. Em xin chào thầy. Chào em. Dạ, em là Loan Vũ đến từ chương trình khám phá trường học. Hồi nãy khi mà em mới bước vô phòng AI và IoT Lab của mình đó thầy, em thấy mọi người đang làm gì, robot gì các thứ đó, thầy thấy hấp dẫn quá. Nhưng mà thầy đang hướng dẫn các anh chị làm cái gì vậy thầy? Sáng nay thực tế thì trong phòng này không có tiết học, nhưng mà các bạn vô để ngồi làm nghiên cứu. Thì ví dụ như nhóm bên này thì đang nghiên cứu xây dựng một cái ứng dụng để mà giúp cho người ta có thể chuẩn đoán các cái bệnh thông qua cái ứng dụng đó và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào bên trong cái sản phẩm của mình. Còn ví dụ như nhóm bên này thì đang xây dựng ra các cái mô hình xe để có thể là cho nó chạy, tự chạy được trên đường phố mà không cần những người điều khiển. Thì mục tiêu của mấy em là chỉ là để làm nghiên cứu trước để có cái cơ sở để sau này các em làm luận văn.
Dạ. Rồi em nghe tới cái gì mà xe rồi công nghệ thông tin này kia đang hơi hốt hoảng, tại vì không có kiến thức về ngành đó. Nhưng mà bản thân em thấy nha, bạn bè trang lứa của em á, ai cũng thích, có nghĩa là cũng muốn tìm hiểu về môi trường, đặc biệt là về môn học công nghệ thông tin. Nhưng mà đối với thầy á nha, trong cái quá trình mà thầy giảng dạy tại trường học FPT thì thầy thấy là môi trường tại đây thì nó sẽ có những cái gì mà thầy tâm đắc nhất? Về cái môi trường học tập của FPT mình á, có rất là nhiều cái điểm khác biệt với những trường khác. Nhưng mà thứ mà tôi tâm đắc nhất á, chính là cái việc tạo ra một môi trường học tập giống như môi trường của một doanh nghiệp. Ở đây các sinh viên á, sẽ phải chịu một cái áp lực rất là lớn, để khi này sau này khi mà mấy em ra đi làm á, sẽ không có bị bỡ ngỡ khi mà gặp một cái áp lực lớn như thế. Cái thứ hai nữa là ở trường của mình á, trong một năm học thì sẽ tổ chức rất là nhiều các cái sân chơi cho các em. Thì những cái sân chơi này á, sẽ giúp cho các em có thể là nhận biết được thế mạnh của mình ở điểm nào, để tập trung phát triển vào cái điểm mạnh đó. Và ví dụ như ở đây là các cái kết quả thi của các cái em đã đạt được khi mà tham gia vào những cái sân chơi đó. Dạ em cảm ơn thầy rất là nhiều, nhưng mà chắc là bây giờ em sẽ dành thời gian để đi khám phá những ngành học khác nữa. Tại vì ngoài công nghệ thông tin thì mình còn những cái ngành khác nữa đúng không thầy? Đúng rồi. Dạ, bây giờ em sẽ dắt tất cả các bạn trong chương trình khám phá trường học sẽ đi tham quan tất cả các ngành học trong trường đại học FPT của mình. Cảm ơn thầy Hướng rất nhiều. Chào em. Dạ, chào thầy. Bây giờ mình đang có mặt tại tòa Gamma. Ở đây thì các tòa nhà sẽ được đặt tên ví dụ như là Beta nè, Gamma nè, nghe thì nghe có vẻ hơi nguy hiểm đúng không mọi người? Nghe rất là khôn ngầu đúng không? Lan rất là thích kiến trúc của các tòa nhà tại trường đại học FPT. Mọi người có thể thấy là ở đây không gian rất là rộng luôn và cái trần nhà rất là cao. Mọi người có thể là dùng cái không gian này sinh hoạt nè, ngồi nói chuyện với bạn bè hoặc là muốn mai quay cuồng gì đó, miễn sao đừng ai thấy mình được thôi. Nói chứ bây giờ mình sẽ đi tiếp tục công cuộc học ké của mình. Và bây giờ Lan sẽ học ké môn gì đây ta? Mình sẽ học ké môn tiếng Anh. Mọi người hãy đi theo Lan đến lớp tiếng Anh để mình học ké cho mọi người. Bây giờ tôi đã có mặt trong lớp tiếng Anh và chúng ta sẽ bắt đầu quá trình học ké tiếng Anh của mình tại trường đại học FPT. Và kế bên Loan đó chính là một bạn sinh viên rất là dễ thương, bạn Thiên. Xin chào Thiên. Xin hi. Hi. I'm Loan. So now we are in English class. Yes. I have learned that English is your compulsory course in FPT University. Yes, that's right. Because before enrolling in the major semester, we have to take the standardized test of English proficiency, and there are 6 level of pre-university English course, and it has to be done before we start our main semester. Oh, your English is so excellent. Thank you. Oh, which level are you in? I'm currently in the submit one level. This is the 4th level in our university. Yeah. When I come here, I see that the facility here is very modern and very comfortable. Yes. You feel so? Yes, I'm truly agree with you. And we also feel really comfortable when we're studying in this class, because the maximum number of students is just 25. And we also can learn in a environment which is well equipped. So we feel really, really comfortable. So now I see that everyone here teamwork. Yes. So we need to teamwork, okay? Right? Yes. So bây giờ mình sẽ phải làm teamwork với mọi người và mình sẽ được học với lại Thiên. Cho nên bây giờ, nãy giờ nói chuyện quá trời, 8 mới trời 8 rồi, bây giờ mình học nha mọi người. Tranh thủ học, không có nói chuyện nữa, không có nói chuyện nữa. Yes, I think this is the group of people they are discussing together. Maybe it's about a film or something. Kể cho mọi người nghe là lúc nãy khi mà vừa mới từ lớp tiếng Anh ra, Loan đi ra hành lang thì nghe có một cái âm thanh rất là trong trẻo mà nghe quen thuộc vô cùng, mà mình nghe là mình phải đứng lại liền để mình tìm. Tại vì Loan biết đó là tiếng đàn tranh. Mà tại sao trong một trường đại học lại có tiếng đàn tranh? Thì Loan mới phát hiện ra là trong trường đại học FPT có một lớp dạy nhạc cụ dân tộc mọi người. Nghe xong là mình cảm thấy trời vô cùng ngạc nhiên luôn. Tại vì một môi trường đại học mà đạt chuẩn quốc tế thì kiểu mình nghĩ là thì những cái môn khác sẽ có nhiều thôi, chứ không bao giờ nghĩ là sẽ có một lớp dạy về nhạc cụ dân tộc.
mà ông đang ấn tượng nhất với điều này ở trường đại học FPT? Ông đang thấy là ngoài những cái hoạt động khác, là những cái hành động khác mà các bạn còn được học thêm, biết thêm về nhạc cụ dân tộc nữa, để từ đó các bạn có thêm một cái nhạc cụ để bạn chơi nè. Cái thứ hai là mình biết thêm về những cái giá trị khác của dân tộc mình nè. Thì ông Lan thấy nó quá là hay đi. Và ngày hôm nay thì ông Lan mời các bạn, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm thử lớp học nhạc cụ dân tộc cùng với ông Lan nha. Tại vì Hồng Loan đang có mặt tại Hovilo Hotel, khách sạn 5 sao. Cái này không phải là Hồng Loan thấy mệt quá rồi tự nhiên đang review trường cho các bạn, xong cái cuối cùng lại thành ra là review khách sạn, không phải đâu nha. Khách sạn Hovilo Hotel 5 sao này nằm trong trường đại học FPT Cần Thơ nha mọi người. Và đây là một trong những cơ sở vật chất mà trường đầu tư dành cho các bạn học ngành quản trị khách sạn. Hay nghe thấy xịn chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào một khu vực nữa dành cho các bạn học quản trị khách sạn có thể thực hành, đó chính là khu vực quầy bar. Bây giờ Hồng Lan đang có mặt trên quầy bar của Hovilo Hotel nằm trong trường đại học FPT Cần Thơ. Và đó thì khi bước vào thì y chang như một quầy bar chuyên nghiệp luôn. Và bây giờ mình sẽ thử nhâm nhi một ly nước và sau đó nói chuyện cùng với một bạn sinh viên để xem là các bạn sẽ được trải nghiệm như thế nào đối với ngành học quản trị khách sạn tại trường đại học FPT Cần Thơ các bạn nhé. Chào em tên là... Dạ, em tên là Thanh Tâm ạ. Em là chuyên ngành về quản trị khách sạn. Quản trị khách sạn luôn. Ok, bây giờ chị đang ở quầy bar thì chị sẽ muốn uống một chút nước gì đó. Dạ, vậy thì hôm nay mình uống rượu vang hả chị? Ok. Dạ, ok. Hồi nãy khi mà chị bước vào trong đây, chị không có nghĩ là đây là một trường đại học đâu. Chị cứ nghĩ đây là một cái quầy bar chuyên nghiệp thôi. Và với những cái cơ sở vật chất mà trường đã tạo điều kiện tốt nhất cho ngành quản trị khách sạn cho tụi em có thể thực hành, thì tới hiện tại thì em cảm thấy là cái điều gì mà em tâm đắc nhất khi mà em học ngành quản trị khách sạn ở FPT Cần Thơ? Dạ, thực sự mà nói là khi mà em đi thực tập tại Phú Quốc thì em được trải nghiệm rất là nhiều điều khác nhau. Và đặc biệt là khi mà trường tạo điều kiện cho em có thể tiếp xúc với lại cái môi trường như thế này thì em không bị bỡ ngỡ. Tại vì môi trường khách sạn nó cũng sẽ tương đương như vậy. Có đều có quầy lễ tân, có quầy bar và có buồng phòng. Thì khi mà như vậy thì mình sẽ tự tin hơn trong quá trình thực tập. Rồi bây giờ sau 4 năm em học ở trường ngành quản trị khách sạn, rồi em được đi thực tập rồi nè. Vậy thì đến bây giờ em đủ tự tin để có thể bước vào lĩnh vực này hay chưa? Dạ, em hoàn toàn tự tin ạ. Tại vì trong quá trình thực tập thì em đã được tiếp xúc rất là nhiều khách hàng khác nhau và các nghiệp vụ khác nhau. Và đồng thời thì các đội ngũ giảng viên của trường là đều có kinh nghiệm về chuyên ngành của mình. Thì khi mà họ giảng dạy thì mình sẽ cuốn hút và mình hiểu rõ hơn về chuyên ngành của mình. Bất kỳ một sinh viên nào khi mà các em chọn ngành quản trị khách sạn, các em đều mong muốn hết là mình chuyên nghiệp nhất có thể và mình sẵn sàng để mình bước ra ngoài, để mình tự tin mình làm việc. Cảm ơn Tâm và hy vọng là Tâm sẽ tiếp tục thành công trên con đường của mình sau này. Cảm ơn Tâm rất là nhiều. Dạ, cảm ơn chị.
Và sau khi tôi đã dùng hết sức bình sinh của mình để đi tham quan trường đại học FPT thì cuối cùng Hồng Loan đã có thể đứng ở đây và đi hết được một cụm của trường đại học FPT thôi mọi người. Trường gì đâu mà quá trời là rộng luôn, nhiều ngành học mà các bạn sinh viên còn dễ thương nè, còn năng động nè, lúc nào mình tới cũng giúp đỡ mình nhiệt tình lắm. Cho nên là đúng theo là những gì Loan nghĩ về trường đại học FPT đó là trải nghiệm thành công. Ở đây các bạn được trải nghiệm rất nhiều thứ để các bạn có thể tìm ra được điều mình thích nhất là thanh xuân của mình sẽ có những cái khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp. Và trong video ngắn này thôi thì mình không thể truyền tải hết được thông tin cũng như là môi trường tại FPT, cho nên là nếu như mà mọi người muốn tìm hiểu thêm thì hãy nhấn vào link bên dưới. Còn bây giờ thì Loan sẽ chạy về nhà với ba mẹ, tại vì Cần Thơ là quê của Loan mà, để xà vào lòng ba mẹ và nói với ba mẹ một điều, đó chính là: ba mẹ ơi, con muốn học lại đại học. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.